Alo, các cậu về đến đâu rồi? Báo cáo thủ trưởng, khoảng chừng một tiếng nữa sẽ về tới T36 ạ. Ừ, thế thì đối tượng thế nào? Dạ báo cáo, có vẻ mệt mỏi nhưng tâm lý ổn định. Ừ. Anh ạ. À, này, khi nào về đến nơi phải báo ngay cho tôi biết nhé. Dạ vâng ạ. Anh Thông à, tôi mời anh sang để trao đổi gấp một số công việc. Tôi cũng sang để báo cáo với anh về tình hình của đoàn công tác. Tên Lê Hoàng đã ra đầu thú, anh em đang dẫn giải chuẩn bị về đến Việt Thanh rồi. Thế ạ? À? Thế thì tốt quá, sắp xong được một việc lớn rồi. Anh Thông ngồi uống nước đi. Vâng. Chưa xong đâu, công việc rất khẩn trương. Anh Thông chỉ đạo việc giam giữ nhé. Dạ vâng. Phải áp dụng biện pháp thật chặt chẽ, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đối tượng Hoàng. Cậu Cường đang phối hợp với cậu Huy bên viện kiểm sát dẫn giải đối tượng về T36. Khi về đến nơi là phải tiến hành hỏi cung ngay. Vâng, tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu Thái để nắm bắt tình hình và triển khai công việc luôn. Hiện tại thì cậu Thái và cậu Long đang ở Lào để tiến hành hoàn thiện một số thủ tục với phía bạn theo sự chỉ đạo của tôi. Thế thì tôi sẽ trực tiếp xuống đấy ngay. Cuối cùng là chúng ta sắp dứt được một chuyên án, chứ không mệt mỏi quá anh ạ. Xin phép anh tôi đi nhé.